tự test nhanh COVID-19, ông Trương Giang Thanh và 3 thành viên khác trong gia đình phát hiện bị dương tính. Những ngày đầu điều trị COVID-19 tại nhà, ngoài tăng cường tập thể dục, ông Thanh còn chủ động nhờ người thân đến nhà thuốc mua thêm các loại vitamin tổng hợp, thuốc cho F0 nhẹ, trang bị cho tủ thuốc gia đình. Mình có chuẩn bị, mình uống thì mình ngăn chặn kịp thời cái bệnh, thì ra nó không có hành, không có sốt, không có ho gì đó. Nếu có triệu chứng thì mình sẽ khai báo lên trạm y tế để trạm y tế có cái hướng điều trị giúp mình. Giai đoạn từ 3 đến 5 ngày đầu nhiễm COVID-19, cơ thể F0 đang đề kháng, ngăn cản sự nhân lên của virus. Nếu gặp phải những triệu chứng thông thường, F0 điều trị tại nhà cần sử dụng nhóm thuốc có trong túi thuốc A. Túi thuốc A này do cơ sở y tế cấp phát hoặc bệnh nhân có thể chủ động mua tại các quầy thuốc. Trên cái trang của Bộ Y tế đó, nó có ban hành, xong rồi tụi em bán theo. Túi thuốc B với túi thuốc C thì bên đó thì cơ sở y tế sẽ phát cho mình. Thuốc B á, thì thực tế ở nhà thuốc có bán, phải dùng theo sự chỉ định của bác sĩ. Nếu mà không dùng theo chỉ định của bác sĩ á, là sau này giống tác dụng phụ rất là nhiều. Thực tế hiện nay trên thị trường có rao bán các loại thuốc kháng viêm, chống đông hay thuốc đặc trị virus SARS-CoV-2 có trong túi thuốc B hoặc C dành cho F0 thể nặng, bị suy hô hấp. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc này. Thuốc mà để điều trị bệnh nói chung giống như tủ thuốc gia đình đó, thì bà con có thể mua và để trong nhà. Bởi vì những cái trường hợp mà bị nhiễm mà nó không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ đó, thì mình có thể sử dụng những cái thuốc thông thường nữa, chống cảm cúm như là hạ sốt, giảm đau, rồi thuốc vitamin để mà nâng đỡ cơ thể. Còn những cái thuốc mà điều trị đặc hiệu virus, ví dụ như là Monopiravir, là chỉ sử dụng trong trường hợp là có triệu chứng. Và những trường hợp này thì phải được bác sĩ chỉ định. Thuốc này thì hiện nay có bán ngoài thị trường, tuy nhiên cái nguồn thì nó cũng rất là phức tạp, nó không có rõ nguồn gốc, thậm chí là thuốc giả không biết nữa. Đồng Tháp hiện có hơn 1.800 nhà thuốc, quầy thuốc ở khắp 12 huyện thành phố. Việc cung ứng các túi thuốc cho F0 thể nhẹ tại nhà là không thiếu. Những dược sĩ tại hệ thống các nhà thuốc cũng là một kênh tư vấn hướng dẫn hỗ trợ cho người dân khi thực hiện điều trị COVID-19 tại nhà. Nếu có điều kiện, người dân cũng nên chủ động mua sắm thuốc phù hợp, an toàn để điều trị triệu chứng của COVID-19 tại gia đình.